xem. Hôm nay mình sẽ không làm video test nhạc nha mọi người ha. Video test nhạc mình đã test nhiều rồi, các bạn có thể truy cập vào cái kênh Thiên Vũ Audio, các bạn có thể xem những cái màu khác cũng như là những sản phẩm loa cao cấp hơn của thương hiệu Zenabac này. Hello, xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay mình sẽ cùng với tất cả mọi người sẽ cùng nhau đập hộp một mẫu loa Zenabac mà hiện nay đang là rất là hot trên thị trường cũng như là với producer và những anh em DJ. Thì đây là một cái series với một cái màu, đó là màu pro, đó là màu mộc hết và đây là màu nguyên khối khi mà sản xuất ra, không được sơn. Và đối với mình đây là một màu rất là đẹp, rất là đặc biệt và hiện nay về hàng Việt Nam rất là ít luôn các bạn. Hiện tại là đã có mẫu là 8330 đã có nè, và 8341 thì hiện nay chỉ có một chiếc ở Việt Nam thôi, và đây là cái chiếc đầu tiên là gọi là 8030. Và cái đối với cái series mà 8030 á là cái series được mua nhiều nhất, được mấy anh em vì tầm giá nó vừa phải và nó không quá đắt đó, và là nó là dòng analog. Còn đối với dòng mà 8330 thì nó là một dòng digital, thì chúng ta có thể cân tune phòng với một cái RTA của hãng kèm theo đó. Giờ mời mọi người đây xem, đây mình cũng sẽ giao cho khách luôn, hôm nay mình sẽ giao cho khách luôn các bạn. Đấy, những cái dòng hiện nay do thị trường sau khi Covid cho đến vấn đề linh kiện trên thế giới nên là những cái màu, những cái sản phẩm này đang rất là hiếm hàng các bạn. Mình bóc luôn và mình không chia sẻ người khách này các bạn ha, nhưng mà bạn này chắc là rất là nhiều người biết đến, nhưng mà mình sẽ không nói tiện nói tên ở đây. Đấy. Ok, đây hàng full seal và đây bóc nữa, mình sẽ bóc và mình sẽ dán tem bảo hành trước khi gửi hàng. Bạn này thì ở ngoài Hà Nội. Đây bạn có thể coi cái sản phẩm đây, cái thùng nó sẽ rất là đơn giản, giống như những cái con trước thôi. Đây 8330 thì dòng C này thì màu white rồi màu xám thì nó khác, còn riêng màu real thì nó sẽ có chữ R và W. Đó. Các bạn thấy không? Điện là từ 110 đến 240. Sản xuất tại Phần Lan. Mất in Phần Lan hết rồi các bạn ha. Rồi, mình mở trước một con. Để các bạn xem. Hôm nay mình sẽ không làm video test nhạc nha mọi người ha. Video test nhạc mình đã test nhiều rồi, các bạn có thể truy cập vào cái kênh Thiên Vũ Audio, các bạn có thể xem những cái màu khác cũng như là những sản phẩm loa cao cấp hơn của thương hiệu Zenabac này. Hiện tại thương hiệu này đang rất là đỉnh ở Việt Nam các bạn. Wow, rất là đẹp các bạn. Rồi, để mình mở ra cho các bạn xem. Mình rất là mê này, nhưng mà mình thì đối với mình á thì mình mê cái con 8341 hơn. Và trong thời gian sắp tới là các bạn sẽ thấy mình sẽ review thêm một con 8341 nữa cho mọi người cùng xem. Hẹn mọi người cuối năm vì hàng đang trên đường về. Đấy, mình vui ra. Đẹp không bạn? Wow, mình thích màu này lắm bạn. Màu trắng cũng rất là đẹp. Mình ở đây mình bán màu trắng nhiều và màu này mình rất thích, này màu này ít hàng lắm. Rồi các bạn có thể nhìn xem đây là tổng thể của con Zenabac 8030, thì nó sẽ có 8040 nữa, nhưng mà thường thường 8030 được các bạn DJ cũng như các bạn producer chúng ta mua nhiều nhất, tại vì cái size nó form không quá nhỏ mà nó cũng không quá to và để rất là sang. Đây các bạn coi đây, cái mặt phía trước này là bạn, nó là được phay CNC nha các bạn, chứ không phải là dán các bạn. Bạn có thể lấy nét cận cảnh giúp mình những cái logo của Zenabac cho mình. Nó là được phay CNC nha các bạn. Đấy. Rồi, ok. Chứ nó không phải là được dán vô. Rồi cái màn đây nè. Vẫn là màn viền đen. Đó. Và đây vẫn là cái công tắc đen, giống như những cái dòng khác thôi. Nhưng mà nó đặc biệt ở cái chỗ cái màu. Đó. Đây, quá đẹp. Cái màu quá đẹp à. Đây là màu nguyên bản. Và lý do mà Zenabac có một cái chất âm đặc biệt sâu, bass đầy đặn thì cũng là nhờ vào cái kết cấu của cái phần vỏ nha các bạn. Nó được đúc nguyên khối như thế này luôn, đúc hai lớp nha các bạn, hai lớp. Và phần vỏ này nếu mà chúng ta mà mua ở ngoài thì nó rất là đắt nha các bạn, hãng bán cái vỏ không bao nhiêu tiền mình không nhớ, nhưng mà hầu như cả 10 triệu về cái vỏ không các bạn. Đây, các bạn thấy không? Rất đẹp. Hầu như là nó đúc nguyên khối luôn.
rất là xịn sò. Và đây là dòng analog. Còn dòng 8330 thì nó sẽ có một cái bộ RTA để chúng ta cân đo cái phòng, để test coi cái phòng đó là với cái môi trường căn phòng đó là có thể dư bass, dư treble, hút âm gì, thì để cho cái hệ thống nó sẽ tự đo và nó sẽ tự cân chỉnh và hiệu chỉnh cái loa này để ra một cái EQ mặc định phù hợp nhất trong cái phòng đó. Đó. Đấy. Wow, đẹp quá. Mình sẽ sắp tới mình sẽ review với các bạn cho con 8341. 8341 mà màu này thì sẽ rất là đỉnh nha các bạn. Và hiện tại đây là cái cặp đầu tiên và 8030 ở Việt Nam luôn. Đấy, chỉ về hai cặp duy nhất thôi và mình đang sở hữu hai cặp này. Và mình cũng đã bán một cặp rồi thì chỉ còn một cặp duy nhất thôi. Thì bạn nào thích cái dòng series này thì liên hệ mình. Ngoài ra đối với cái dòng mà 8030 á thì ở tại Thiên Vũ á là một cái dòng mà được các bạn mua nhiều nhất. Nên mình luôn stock kho và luôn luôn đầy đủ màu, màu xám cho đến màu trắng, và đặc biệt là màu này ít hàng nhưng mà mình vẫn có các bạn. Đó, các bạn có thể liên hệ đến Thiên Vũ nha. Ok. Rồi, mình sẽ dán tem của bên mình. Thì với sản phẩm này thì bảo hành vừa bảo hành hãng và vừa bảo hành Việt Nam nha các bạn. Một số hàng trên thị trường hiện nay á, mình sẽ lưu ý các bạn là sẽ có những mặt hàng các bạn, nhiều bạn cứ gọi đến Thiên Vũ á hỏi là về lý do tại sao là không có những chỗ rẻ hơn, thì mình sẽ nói luôn các bạn nha. Bên Vũ mình bán hàng là sẽ có làm việc trực tiếp với nhà cung cấp, nhà phân phối chính ngạch, chứ không làm những cái mặt hàng xách tay. Lý do thì thật ra mình muốn các bạn thấy này là khi mà chúng ta sử dụng hàng chính hãng này, những sản phẩm giá trị này, ví dụ mình bán, mình có một sản phẩm mình bán cho khách hàng 100 mấy chục triệu đi, thì mình cần cái sự an toàn cho các khách hàng của mình được bảo dưỡng, được bảo hành, mọi thứ được đầy đủ để có thể support tốt nhất cho cái việc mà sau khi khách hàng mua. Còn cái việc mà đi mua mình có thể là rẻ hơn 10 triệu đến 20 triệu hoặc là 15 triệu cho một cái loa, nhưng mình tiết kiệm được một khoản đó. Nhưng trường hợp mà sản phẩm nó vô tình mà bị lỗi thì các bạn phải đi bảo hành ở nước ngoài và phải gửi về, mà chi phí mà gửi đi và gửi về còn cao hơn so rất nhiều, mà các bạn lại chờ rất là lâu đó, trong khi hãng họ tích trữ sẵn những cái linh kiện có thể thay thế cho các bạn nhanh hơn. Chắc các bạn cũng sẽ thắc mắc về những cái dòng sản phẩm mà khi mà chúng ta mua sản phẩm chính ngạch và quyền lợi chúng ta sẽ được cái gì. Thì khi mà chúng ta mua xe lái chính ngạch như thế này thì chúng ta sẽ được hưởng một cái gói bảo hành là 5 năm. Là trong cái gói bảo hành này, sau khi mà chúng ta sử dụng trong quá trình 2 năm thì sẽ mọi vấn đề của sản phẩm này, được linh kiện cho đến vận chuyển cho đến cái dịch vụ mà gửi về hãng hay đi lại, thì được free hoàn toàn 100%. Sau đó 3 năm còn lại là năm thứ 3, năm thứ 4 và năm thứ 5 sản phẩm này, thì chúng ta sẽ không phải chi trả bất kỳ gì một cái chi phí về vật, về cái linh kiện bên trong này, mà chúng ta chỉ cần chi trả về cái phí vận chuyển đi lại, shipping thôi các bạn. Đó, thì nó rất lợi. Thật ra cái việc chi trả ship đó, nó không bao nhiêu, mà chi trả về linh kiện, những con linh kiện chính hãng của xe lát này rất là đắt các bạn. Như mình nãy có chia sẻ là về phần vỏ đã hết 10 triệu rồi. Đây, ok bạn ha. Một cái mà mẹo cho các bạn chơi đó các bạn, là luôn cả mình sẽ chơi, là khi mà nếu mà những bạn mà thích khám phá, các bạn mà thích chơi, các bạn muốn thích sự khác biệt, thì cái màu rêu này cũng là một cái sản phẩm mà để mọi người tạo phong cách của mình. Vì cái màu rêu này là màu nguyên khối của cái hộp kim này, nên khi mọi người có thể sơn, mình có thể custom lại. Và hiện nay cái sản phẩm này, nếu các bạn thích custom về màu hay là decor cho cái sản phẩm này, thì nó sẽ đỡ vấn đề là việc xả nhám hay này nọ, và an toàn cho lo hơn. Chúng ta chỉ cầm như thế này và chúng ta thổi sơn lên thôi. Mà bây giờ công nghệ sơn ở Việt Nam, bây giờ sơn ô tô cho đến màu sơn nó cũng tương đối khá là đỉnh, chỉ là hơi đắt tí xíu nhưng mà nó rất là xịn sò. Thì chúng ta có thể custom những cái sản phẩm loa của mình, thì cái loa mình á nó mới có sự đặc biệt, nó không giống với mặt bằng chung. Thì cái phần sản phẩm pro này nó có thêm một cái cách chơi thôi các bạn. Thì về sau mình sẽ là người tiên phong, mình sẽ độ một cái con này và mình sẽ sơn một cái màu cho các bạn, và mình sẽ review cho các bạn xem. Đối với cái loa này các bạn, thì với cái màu sắc như thế này nè, chúng ta sẽ rất là phù hợp với những cái không gian mà chúng ta sử dụng những cái bàn cây, bàn gỗ me tây, những cái bàn mà gaming các bạn, chúng ta setup và chúng ta có những cái căn phòng chúng ta bố cục như là những cái màu mà xi măng hay là xám xi măng. Các bạn có thể tham khảo trên Pinterest, các bạn sẽ nhìn ở trên đó nhiều cái bố cục và nhiều cái decor cho cái loa này trên cái bàn làm việc cũng như là cái phòng mà mình làm nhạc đó, rất là đẹp, rất là sang, rất là đẳng cấp, thì các bạn có thể tham khảo trên Pinterest nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này. Nếu các bạn thấy video này hay thì đừng quên ủng hộ cho Thiên Vũ một like và một share. Còn nếu các bạn nào mà đã chưa từng nghe cái sản phẩm này, các bạn sẽ có thể truy cập kênh Thiên Vũ Audio, các bạn nghe lại những video trước.
mình có test rất là nhiều dòng cho các bạn có thể nghe. Ok, xin hẹn gặp lại, chào các bạn trong những video lần sau. Bye bye.